2, 3. Ví dụ bây giờ mình đấu hai con, đúng không? Hai con đấu song song như thế này. Và bạn đấu hai cái dây này vào đây. Đây là dây loa. Đấu vào đây. Là nâu nha bạn, nâu nâu này. Nếu là đây là 8 ohm. Đây là 8 ohm thì hai cái cộng lại sẽ là 4 ohm. Nhưng mà nếu 1 2 3 3 cái cộng lại sẽ là chỉ còn có 3 ohm thôi. Bây giờ cái này 4 ohm, cái này 4 ohm. Bạn đấu song song với nhau sẽ chỉ còn có 2 ohm. Là nâu nha bạn. Đây một con thì bạn đấu ở đây, ví dụ như đây là dương nhé, dương con này này là 1.000, số vôn nó không được cao cho lắm nên là dùng tạo nhé, âm dương thì bạn đấu cái này vào đây. Bên này cái này âm dương, bạn này đấu hơn đầu dương vào đây. Hai cái đôi này bạn đấu chụp lại với nhau như thế này. Còn hai cái âm bạn đấu chung lại với nhau. Thằng tụ là chạy như thế này, hai pha. Pha này và đây là âm và đây là dương. Bạn đấu như thế này.